Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã tiếp tục theo dõi kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng, đây là kênh chia sẻ thông tin độc lập, khách quan và hoàn toàn miễn phí. Ở video này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lý do vì sao Canada lại dẫn đầu định cư trên thế giới. Canada được bình chọn là đất nước dẫn đầu về định cư trên thế giới theo số liệu từ National Brands Index năm 2021. Thì người nhập cư trên toàn thế giới lựa chọn Canada là điểm đến bởi vì nhiều lý do khác nhau, từ một nền kinh tế chính trị ổn định cho đến một hệ thống giáo dục tiên tiến và đặc biệt là những cơ hội việc làm tốt. Cụ thể như sau. Đầu tiên là về việc làm. Thì Canada đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là sau đại dịch Covid vừa qua. Thì hiện tại vẫn đang có đến hơn 900.000 vị trí cần phải được tuyển dụng. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt này và thu hút thêm nguồn nhân lực lao động nước ngoài. Một số các ngành nghề đang cần bổ sung nhân sự, đó là các ngành dịch vụ ăn uống lưu trú, ngành về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cá nhân, home support workers, rồi nhiều vị trí trong ngành bán lẻ cũng như là ngành sản xuất, ngoài ra thì có cả ngành công nghệ thông tin. Tiếp theo thì Canada là một điểm đến an toàn theo bình chọn từ Berkshire Hathaway Travel Protection. Thì Canada nằm ở vị trí thứ 3 trong top những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Kết quả này được bình chọn dựa trên nhiều yếu tố là về môi trường sống, tỷ lệ phạm tội, bạo lực, v.v. Phúc lợi xã hội tốt. Thì chính phủ Canada có rất là nhiều những chính sách để hỗ trợ cho người dân, ví dụ như là hỗ trợ cho những người thất nghiệp trong đợt dịch Covid vừa rồi, và đặc biệt có chính sách là hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 18 tuổi được rất là nhiều gia đình Việt Nam quan tâm, đó là Canada Child Benefit. Thì tùy theo mức thu nhập của từng hộ gia đình mà sẽ có mức hỗ trợ khác nhau. Thì các phụ huynh có thể lên website của chính phủ là canada.ca để có thể tính toán được cái mức hỗ trợ dựa theo thu nhập của mình. Tiếp theo là Canada có hệ thống giáo dục tiên tiến, thì điều này không cần phải bàn cãi nữa rồi. Bên cạnh Mỹ thì rất là nhiều các bạn học sinh ở Việt Nam lựa chọn Canada là điểm đến du học trong nhiều năm nay. Bởi vì Canada sở hữu rất là nhiều những trường đại học nổi tiếng danh giá trên thế giới, trong đó có các trường đại học như là Đại học Toronto, Đại học British Columbia, Đại học McGill, v.v. thuộc top 100 những trường đại học tốt nhất trên thế giới theo bình chọn của Times Higher Education. Y tế miễn phí thì cũng tương tự như Úc, người dân Canada và thường trú nhân PR Canada sẽ được hưởng nền y tế tiên tiến bậc nhất trên thế giới hoàn toàn miễn phí. Thì tùy theo mỗi tỉnh bang sẽ có kế hoạch y tế khác nhau, nhưng nhìn chung thì người dân sẽ không phải chi trả cho hầu hết các dịch vụ khám chữa bệnh và phẫu thuật. Tiếp theo là nền chính trị ổn định. Thì Canada thuộc top 5 quốc gia có nền chính trị ổn định nhất trên thế giới theo đánh giá của Economic Intelligence Unit World Democracy Index, vượt qua tất cả các quốc gia khác trong khu vực Bắc Mỹ. Hỗ trợ an cư cho người mới nhập cư thì Canada chi tiêu hơn 1,7 tỷ đô can mỗi năm vào các dịch vụ hỗ trợ an cư cho những người mới đến nhập cư. Đây là con số lớn hơn rất là nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thì những người mới nhập cư có thể tiếp cận các gói hỗ trợ an cư này từ IRCC, Bộ Di trú Tị nạn và Nhập tịch Canada, một số các dịch vụ hỗ trợ, ví dụ như là hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ đăng ký nhập học cho con, hỗ trợ tìm chỗ ở, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ công cộng, v.v. Cuối cùng thì Canada có kế hoạch nhập cư rõ ràng và minh bạch. Thì chính phủ Canada luôn luôn đưa ra những số liệu về số lượng nhập cư mà họ mong muốn đạt được mỗi năm và những biện pháp, những kế hoạch để có thể đạt được những mục tiêu đó. Cụ thể như giai đoạn 2022 và 2024 thì Canada đang mong muốn sẽ cấp thêm được PR thường trú nhân với số lượng cụ thể như sau. Năm 2022 là 431.645 PR mới sẽ được cấp, và tính đến thời điểm tháng 9 2022 thì IRCC rất là tự tin họ sẽ đạt được mục tiêu năm nay. Năm 2023 đó sẽ là 447.055 PR được cấp, và năm 2024 là 451.000. Trên đây là những lý do vì sao Canada lại thu hút được một lượng lớn người nhập cư mỗi năm. Tuy nhiên là khi tìm đến Canada thì các anh chị sẽ phải lưu ý hai điều. Thứ nhất đó là thời tiết khí hậu ở Canada thì sẽ lạnh hơn so với những quốc gia khác. Thứ hai đó là khi đã tìm hiểu Canada thì các anh chị bắt buộc phải có tiếng Anh. Tùy theo từng chương trình thì sẽ có yêu cầu khác nhau, nhưng mà các anh chị cũng hãy cố gắng nhắm đến IELTS tối thiểu là 5.0.
Vậy thì làm sao để trở thành người tiếp theo được định cư Canada và nhận được thường trú nhân PR Canada? Thì cũng giống như bất kỳ một quốc gia nào khác trên thế giới, chúng ta thường sẽ có 3 con đường chính. Thứ nhất đó là các diện về bảo lãnh gia đình, thứ hai là các diện nhân đạo, và cuối cùng đó là các diện về kinh tế, economic. Thì các diện kinh tế nó lại bao gồm có một là các hình thức đầu tư kinh doanh, hai là các hình thức làm việc, tức là diện tay nghề. Thì hình thức đầu tư kinh doanh ở Canada nó sẽ phù hợp với các anh chị chúng ta đang là doanh nhân, chúng ta là chủ doanh nghiệp, hoặc là chúng ta đang có quản lý điều hành công ty ở tại Việt Nam. Và dĩ nhiên là cần phải có sở hữu tài sản tối thiểu là 500.000 đô Can trở lên, và còn tùy thuộc vào từng chương trình. Còn các diện tay nghề thì nó sẽ phù hợp với những ai chúng ta cũng phải có tiếng Anh nè, trong độ tuổi lao động nè, và ngoài ra thì kinh nghiệm làm việc của mình nó phải phù hợp với lại những công việc đang cần tuyển dụng ở Canada. Cho dù là các diện đầu tư kinh doanh hay là diện tay nghề thì cũng sẽ thuộc những chương trình là liên bang hay là chương trình đề cử tỉnh bang. Các chương trình liên bang thì ví dụ như là chương trình Startup Visa nè, hoặc là Express Entry. Còn về tỉnh bang thì nó sẽ tùy thuộc vào mọi tỉnh bang mà họ sẽ có những cái chương trình định cư riêng. Có những chương trình thì phải thông qua hệ thống tính điểm, hoặc cũng có chương trình là chúng ta chỉ cần đạt đủ các điều kiện yêu cầu thì có thể nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang, và sau đó là nộp hồ sơ để xin PR thường trú nhân. Để được tư vấn cụ thể hơn cho từng trường hợp của gia đình mình và tìm kiếm chương trình định cư Canada phù hợp thì các anh chị vui lòng liên hệ với Hương qua thông tin số điện thoại sau. Có sử dụng Zalo và Viber. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.